Thưa quý vị và các bạn, do trẻ khuyết tật đặc biệt gặp khó khăn trong học tập, sinh hoạt tại môi trường giáo dục bình thường, nên việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở những cơ sở chuyên biệt sẽ giúp trẻ được can thiệp sớm, đúng cách để có thể dễ dàng hòa nhập cộng đồng, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đây là nhu cầu chính đáng của nhiều gia đình có con rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Và để đáp ứng nhu cầu này, hiện nay ngoài những cơ sở giáo dục công lập, trên địa bàn tỉnh đã có một số cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện chức năng giáo dục chuyên biệt. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngày mới trải nghiệm tại một cơ sở giáo dục mầm non dạy trẻ chuyên biệt để tìm hiểu về mô hình giáo dục đặc biệt này. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại cơ sở giáo dục mầm non và hỗ trợ hòa nhập Họa Mi, thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng. Tại đây thì tôi sẽ được tìm hiểu và trải nghiệm một công việc khá là đặc biệt. Đó là công việc của giáo viên dạy trẻ chuyên biệt. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh tôi đây là cô Nguyễn Thị Họa, giám đốc cơ sở giáo dục mầm non và hỗ trợ hòa nhập Họa Mi. Chị có thể là vui lòng giới thiệu cho em những cái công việc của một giáo viên dạy trẻ tự kỷ thì như thế nào không ạ? Ở đây thì có các cô dạy nhóm, dạy hoạt động chung và có các cô giáo trị liệu cá nhân. Thì đối với chuyên ngành giáo dục đặc biệt thì là các con sẽ hoạt động giáo dục cá nhân là chủ yếu hình thức 1-1 khác với cả mầm non bình thường. Bây giờ mình sẽ dẫn bạn đi xem các phòng dạy cá nhân của các con. Đối tượng các em học sinh ở đây của mình thì thường là những em như thế nào ạ? Ở đây thì các bạn khá là đa dạng, có trẻ tự kỷ, có trẻ tăng động, trẻ chậm nói đơn thuần, có trẻ khuyết tật đọc tập, có trẻ chứng khiếm thị. Ba ơi. Ở lớp học 1-1 điều trị 1-1 như này thì có cái gì đặc biệt hả chị? Đối với lớp học cá nhân thì là cô giáo sẽ áp dụng những kỹ năng giáo dục đặc biệt để dạy cho các con làm sao để các con phát triển tốt nhất, phù hợp với vùng phát triển gần của các con. Và cô giáo sẽ hỗ trợ tất cả các lĩnh vực phát triển như là vận động thô, vận động tinh, ngôn ngữ, giao tiếp, nhận thức. Và có những bạn bị rối loạn giác quan thì các cô cũng sẽ áp dụng những bài tập điều hòa giác quan để tập cho các con. Đây là cô giáo đang tập điều hòa giác quan cho bé này. Bạn này thì là có rất nhiều những khó khăn về vấn đề rối loạn giác quan. Thì các cô sẽ sử dụng những bài tập điều hòa giác quan để hỗ trợ cho các con. Thế bây giờ thì nếu mà tập điều hòa giác quan cho bé bằng quả bóng hơi này thì mình sẽ làm gì ạ? Với quả bóng hơi này thì mình có thể tập rất là nhiều bài. Các con có thể nằm ở trên, mình ấn các con xuống như thế này. 1, 2, 3. Ngoài ra thì các con có thể nằm xuống hoặc là các cô sẽ đặt bóng lên trên người con. Hoặc là các con sẽ cũng có thể nằm ngửa, các con nằm úp hoặc là nằm ngửa. Cái tác dụng của cái việc trị liệu này thì như thế nào? Với những cái bài tập này thì giúp cho các con cảm nhận được cái cơ thể của các con. Bởi vì có những bạn thì là luôn luôn di chuyển, luôn luôn vận động. Thì những bài tập này sẽ giúp các con cảm thụ được cơ thể của các con. Cô giữ con và nhún nhún ở trên quả bóng này. Tốt. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. À, thả giỏi nha. Giỏi quá. 1, 2, 3, 4. Lấy quả nào. Rồi, rồi. Nào, đi qua nào. Nhảy nào, nhảy. Bỏ vào rồi, đúng rồi, bỏ ra rồi đi, bỏ vào rồi. Bỏ vào rồi. Hello, hello cậu, hello cậu nhỉ. Nào. Rồi, nhảy, mình nhảy nào, nhảy, nhảy, nhảy. Rồi. Hello, yeah. Nào, mình nhảy xuống nào, nhảy nào. Nào, mình nhảy nào, nào. Mình nhảy con ơi, con nhìn vào con. Nhảy nào. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới được tìm hiểu về nghề giáo viên chăm sóc trẻ đặc biệt trong thời gian ngắn thôi, thì tôi đã thấy được rằng là cái công việc này rất là vất vả và không hề đơn giản một chút nào. Tuy là còn gặp nhiều cái khó khăn, nhưng mà với lòng yêu nghề, sự yêu trẻ cũng như lòng kiên trì thì giáo viên chăm sóc trẻ đặc biệt đã đem đến cho các em một tương lai tươi sáng hơn.